kính chào quý vị đang đến với chương trình Ước mơ trong tầm tay, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Truyền thông Tây Việt phối hợp thực hiện với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Giấy Vĩnh Tiến. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 14 giờ 5 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay, Thu Hà lại được gặp gỡ quý vị và chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau trong hành trình Ước mơ trong tầm tay để tiếp thêm sức mạnh cho một cậu bé đang từng bước thực hiện ước mơ của mình. Đó chính là em Nguyễn Dĩ Khang, học sinh lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng gặp gỡ và tìm hiểu về nhân vật chính của chương trình chúng ta ngày hôm nay nhé. Sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, cha mẹ ly hôn khi vừa tròn 3 tháng tuổi. Từ nhỏ, em Nguyễn Dĩ Khang đã thiếu vắng đi tình thương của cả cha và mẹ. Họ bỏ em đi khi em còn chưa hiểu được thế nào là tình thương của cha mẹ. Tuổi thơ của em gắn liền với sự che chở và bảo bọc của bà ngoại. Bà chính là người dìu em qua những sự tự ti, những mặc cảm để vững bước trên con đường của mình. Dù hoàn cảnh hết sức khó khăn khi hai bà cháu chỉ sống nhờ vào tiền trợ cấp hàng tháng của bà ngoại, nhưng ngoại vẫn cố gắng chắt chiu dành dụm để cho Khang được đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Chị tìm nhà Khang á dễ lắm, em nổi tiếng quá, đi tới đầu ngõ hỏi thăm là ai cũng biết nhà của Khang hết. Tại vì bà con nói Khang là một học trò rất là giỏi, vừa có hiếu với bà nè, rồi lại là học giỏi trong học tập nữa. Đúng vậy không? Dạ, tại người ta đó quá hả? Chứ em không có đâu. Hiện tại bây giờ là em đang ở chung với bà ngoại hả? Dạ. Cuộc sống hàng ngày của em với bà là như thế nào hả Khang? Dạ, cũng khó khăn à. Dạ, tại vì nhà em chỉ có hai người, mà dạo này cậu em bị bệnh nên bà em đã phải nuôi thêm nhỏ. Bình thường là đã cũng có thể nói là thiếu thốn mà. Nhưng mà nay thì lại càng khó hơn. Cuộc sống như vậy chắc là nhiều khó khăn lắm phải không em? Ăn uống, sinh hoạt này kia nó thiếu thốn nhiều lắm không em? Dạ thì đối với em thì em cũng quen rồi cho nên con nó cũng bình thường hả. Thường thì nhà em sinh hoạt nhờ lương của bà. Còn thỉnh thoảng thì có việc thì em làm thêm phụ giúp ạ. Bà là làm công việc gì mà lại có lương nữa? Dạ tại nhà em là từ trước tới giờ là có truyền thống cách mạng. Bà cũng là người có công việc cách mạng cho nên được làm. Bình thường thì mỗi ngày em đi học em ăn uống sao? Dạ sáng thì em không có ăn. Còn buổi trưa thì là trong trường là có cơm của nhà chùa Tứ Phước ạ. Em ăn cơm trưa rồi chiều thì em về ăn cơm với nhà. Chị hỏi cái này xíu nè, Khang kể cho chị nghe coi cái bữa cơm mà ngon nhất mà lần gần nhất em được ăn là em ăn món gì nè? Dạ, dạ hình như là thịt kho à. Ngon nhất với em là đã được bà cho ăn thịt kho đó hả? Chứ thường ngày thì nếu mà không có nhiều tiền để mua đồ ăn thì thường phải ăn món gì? Dạ thường thì nhà em ở sau có trồng rau rồi với nhà cậu thì thường có gì cho nấy cho nên ăn luôn à. Nguyễn Dĩ Khang, học sinh lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Chăm học và ngoan ngoãn chính là những điểm sáng mà chúng tôi thấy được từ cậu bé này. Mỗi giờ học trên lớp em đều trân trọng và tập trung hết sức. Vì em hiểu rằng em chính là tương lai, là hy vọng của cả một đời ngoại. Từng ánh mắt của em khi đón nhận lời giảng của thầy cô là ánh mắt lạc quan, tích cực, luôn vững tin về phía trước, tin tưởng vào nghị lực và ý chí của bản thân. Không phụ lòng tin của bà ngoại, suốt 12 năm liền, Khang luôn là học sinh giỏi nhất lớp với điểm trung bình mỗi năm đều trên 9.0. Em Nguyễn Dĩ Khang là một cái học sinh cũng là hoàn cảnh hết sức là đặc biệt khó khăn. Về học lực là 3 năm liền là loại giỏi, đạo đức thì rất là tốt. Và cái hoàn cảnh của em là hiện tại thì em không có sống với cha. Em chỉ sống với mẹ với bà ngoại, mà mẹ thì đi làm có khi 2 năm mới về một lần. Trên lớp là một cậu học trò nghiêm túc và chăm chỉ, thì về nhà Dĩ Khang chính là một người cháu ngoan ngoãn hiếu thảo mà hàng xóm láng giềng ai cũng yêu mến. Em Dĩ Khang thì ở trong lớp nói chung là học rất là tốt, tích cực tham gia các phong trào, rồi em nhiệt tình trong các cái môn học, xung phong phát biểu ý kiến,
Nói chung hoạt động phong trào em tham gia rất là tốt. Rồi cuộc sống như vậy chị cảm thấy hai bà cháu cứ rất là khó khăn. Nhiều khi là cái chuyện tương lai phía trước mình không biết được đúng không Kha? Rồi em có dự tính gì không? Nếu như mà bà năm nay bà cũng rất lớn tuổi rồi, lỡ như bà không có đủ sức khỏe để nuôi tiếp cho em học trọn vẹn thì em tính là sao? Dạ thì em cũng không biết rồi. Em có dự định là sẽ học xong 12 em sẽ xin bà cho ở nhà để đi làm. Thôi, tại vì mấy chị em cũng đi làm xí nghiệp cho nên em định xin theo, nhưng mà không biết là bà có đồng ý không ạ? Nhưng mà chị thấy em học giỏi mà đúng không? Chị nghe thầy cô nói là em thuộc dạng là một trong những học sinh cũng xuất sắc của lớp, với những cái giải thưởng mà em cũng đã đạt được đúng không nè. Nếu mà mình không thi đại học tiếp thì cũng hơi uổng đó. Em kể cho chị nghe một chút về cái thành tích học tập của em đi. Dạ thì thành tích của em thì cũng bình thường như ba bạn thôi. Dạ thì từ trước tới giờ thì trung bình cả năm của em đều được học sinh giỏi hết. Chỉ có cấp 2 thì em có thi tham gia là khoa học kỹ thuật hay là được giải của huyện. Em thấy mình học khá nhất ở những môn nào hả Khang? Dạ em thấy mình học khá ở mấy môn tự nhiên ạ. Môn tự nhiên vậy thì là giống như là toán, lý, hóa, sinh đúng không? Dạ. Và em có dự tính là nếu như mình có một cái điều kiện học tập tốt thì mình sẽ đi thi đại học, học cho mình một cái nghề. Vậy thì ước mơ em theo đuổi là công việc gì nè? Dạ em ước mơ thì em không có định hình trước, nhưng mà em thì cảm thấy thích ngành kiểm toán và bách khoa. Thích kiểm toán và bách khoa. Làm về những con số. Dạ. Bình thường em đi học về đó, để mà mình có thể học tốt những cái môn tự nhiên thì em có bí quyết học tập nào không? Dạ em thường thì em rất là không có được điều kiện được như các bạn, cho nên là tụi em có lập ra một cái nhóm nhỏ trong lớp à. Tụi em sẽ họp vào chiều thứ năm và chiều thứ bảy. Có một số bạn ở trường khác nữa. Tụi em cùng nhau trao đổi. Rồi có những bài toán thì tụi em không biết thì thay phiên nhau hỏi các thầy cô. Tức là mình tự học, bạn bè tự học, tự giúp nhau. Rồi những lúc mà em đạt được những cái thành tích cao trong học tập đó thì em suy nghĩ đến điều gì? Em mỗi khi mà em đạt được thành tích cao trong học tập thì điều đầu tiên em suy nghĩ là sẽ chạy về ngay để cùng báo cho bà biết. Rồi thứ hai là em sẽ cảm ơn các thầy cô rất nhiều vì đã giúp đỡ em ạ. Ngoài những giờ học trên lớp, về nhà Khang lại quây quần thủ thỉ bên bà, kể cho bà nghe chuyện bạn bè, chuyện học tập, tâm sự những điều còn thắc mắc về cuộc đời. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, Khang lại phụ giúp ngoài những việc lặt vặt ở trong nhà, hay đi cắt cỏ, ôm rơm cho bò ăn, đi nhặt ve chay để bán, kiếm thêm thu nhập cho hai bà cháu. Mặc kệ đó là những công việc có thể khiến một cậu thanh niên ái ngại, nhưng đối với em, dù là ngày lạnh lẽo hay những ngày nắng nóng oi bức, em vẫn đi làm thật vui vẻ và chăm chỉ. Vì đơn giản đó là việc lương thiện, và việc đó giúp cuộc sống của em và ngoài trở nên no ấm hơn. Cuộc sống của hai bà cháu khó khăn như vậy, có bao giờ Dĩ Khang thấy có một cái gì đó nó nản lòng, mình cảm thấy là mình cố gắng hoài mà nó cũng không có thay đổi được gì hết? Em có bao giờ cảm giác vậy không? Dạ cũng có chứ. Lớp 9 thì em lấy bằng cấp 2 xong là em đã định xin ngoại cho đi làm với mấy chị trong xóm, nhưng mà ngoại không có cho. Ngoại nói là làm thì cũng chỉ là nhất thời thôi, còn nếu mà muốn tốt cho tương lai thì em phải học, còn bà em còn sống ngày nào thì em phải cố sức học hành ngày đó. Trong gia đình thì chắc có lẽ bà là người ảnh hưởng đến em nhiều nhất đúng không? Dạ. Những lúc mà vui buồn thì kia em có hay tâm sự với bà không? Dạ cũng có ạ. Bà là em nói chuyện với bà mỗi ngày luôn. Có một cái kỷ niệm nào đó đáng nhớ giữa hai bà cháu mà mỗi khi nhắc lại đó thì Khang sẽ cảm thấy là vừa vui vừa không thể nào quên được không em? Dạ cũng có, mà vừa vui mà vừa xấu hổ nè. Tại vì dạ tại vì lúc nhỏ là em rất là nhát, cho nên là đi học mẫu giáo thì
cô thì rất là sợ em luôn á. Tại vì người ta đi học một hai ngày đầu thì sẽ không khóc nữa. Còn em mà hả buông bà ra mà không thấy được bà là em khóc lên. Cho nên là suốt mấy năm mẫu giáo là bà học chung với em đúng không? Khi mà em học tập đó, đạt được những cái thành tích cao đó thì chắc có lẽ bà là người đầu tiên em khoe đúng không? Vậy thì những cái cảm xúc của bà khi mà nhận cái tin vui trong học tập của em, lúc mà em về nhà em khoe đó thì như thế nào hả Khang? Dạ, thông thường thì khi mà em báo được em được giải cao hay là học tập gì đó, thì bà em là tỏ ra rất là bình thản. Nhưng mà sau lưng có một ngày, nói chung là có một lần thì em thấy là bà quay lưng đi bà khóc. Thì em biết là bà làm như vậy là để tạo động lực cho em học tập thêm. Nên em rất là thương bà. Và nghe Khang kể thì chị cũng cảm thấy là bà đã dành một cái sự hy sinh rất lớn cho em, nuôi em từ hồi nhỏ xíu. Khi mà ba mẹ bỏ em thì bà đã nuôi em cho tới bây giờ là cũng đã 18 tuổi, gần ấy năm dài. Nếu như có một cái điều ước cho cái thời điểm hiện tại thì em ước mơ điều gì hả Khang? Dạ, em ước là mình sẽ có điều kiện học và tiếp để có một cái nghề và bà em sẽ sống lâu, lúc đó em có thể lo lại cho bà. Nói chuyện với em chị cảm thấy rất thích, bởi vì chị thấy em dẫu trong cái sự khó khăn nhưng mà vẫn tràn đầy cái sự lạc quan. Năm hết, Tết cũng sắp đến rồi. Không biết ngay lúc này thì nhà mình đã chuẩn bị không khí Tết như thế nào rồi hả em? Dạ, nói về chuẩn bị thì em cũng không dám à. Chỉ có là dọn dẹp nhà cửa. Thông thường thì mỗi năm là chỉ nấu một mâm cơm nhỏ trên bàn thờ hả? Còn Tết thì cũng như mọi ngày thường trong năm thôi. Thì Tết thì cũng như ngày bình thường, có điều là cúng kiến có thêm một mâm cơm nhỏ cúng ông bà đúng không? Nhưng mà riêng Khang thì em cũng đang là cái tuổi trẻ, đang tuổi ăn tuổi lớn nè, bà có chuẩn bị đồ Tết gì cho em chưa? Dạ, thông thường thì nhà em Tết cũng rất là bình thường cho nên cũng không có chuẩn bị gì hết à. Thường thì Tết thì thầy cô thường là có xin đồ để hoặc là đồ dưa thì thường cho lại cho em, cho nên em cũng không cần phải sắm nhiều. Tức là em mặc những cái đồ mà thầy cô hoặc là những mạnh thường quân cho. Nhưng mà những cái điều đó thì nó có làm cho Khang cảm thấy tuổi không? Dạ, điều đó thì lúc nhỏ thì em còn ngây thơ cho nên cảm thấy rất là tuổi thân. Nhưng mà khi lớn ra rồi thì em cảm thấy mình nhận được sự yêu thương của mọi người, thì điều đó không có gì là đáng xấu hổ cả. Xấu hổ là khi mình không biết nỗ lực và phấn đấu. Chị rất vui khi được nghe những lời tâm sự của em và mong là một mùa xuân mới sắp đến thì xuân về sẽ mang đến cho em cũng như gia đình em những cái niềm vui mới, những cái sự an lạc mới, và mong là trong năm này thì gia đình em sẽ có một cái cuộc sống nó đỡ vất vả hơn và em sẽ có thêm những cái bước tiến mới trên cái con đường học tập của mình. Khang ha. Chia tay cô học trò giàu nghị lực, chúng tôi thầm cầu mong cho Khang sẽ có một tương lai tươi sáng, sớm thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình, và hành trình chinh phục con chữ của em sẽ vững vàng trước những thách thức của cuộc đời. Thưa quý vị khán giả, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Xuân Hiếu cùng với em Dĩ Khang, chúng tôi tin chắc rằng là quý vị đã phần nào cảm nhận được nỗi khó khăn, vất vả trong cuộc sống hàng ngày của gia đình em Khang, cũng như là những khó khăn chồng chất trên con đường học vấn của em Khang như phía trước. Và để giúp cho em có thêm niềm tin, thêm nghị lực, cố gắng hơn trên con đường học tập của mình, hôm nay chương trình Ước mơ trong tầm tay xin dành cho tặng cho em suất học bổng trị giá 20 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Công ty Cổ phần Giấy Vĩnh Tiến. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Lương Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Giấy Vĩnh Tiến sẽ trao tặng suất học bổng đầy ý nghĩa này. Xin được kính mời ông. Thay mặt cho các cô chú, anh chị ở Công ty Cổ phần Giấy Vĩnh Tiến, chú Thanh trao cho con suất học bổng của chương trình Ước mơ trong tầm tay. Chúc mong con luôn học giỏi, chăm ngoan, thực hiện được cái giấc mơ học vấn trọn vẹn của mình. Chú chúc mừng con. Khang có muốn nói điều gì chia sẻ với Công ty Cổ phần Giấy Vĩnh Tiến, đơn vị tài trợ cho em suất học bổng ý nghĩa này không? Dạ, con xin chân thành cảm ơn các cô chú, đặc biệt là Công ty Cổ phần Giấy Vĩnh Tiến đã tiếp thiết cho con trên con đường đến trường. Đây là vừa là món quà về vật chất nhưng lại mang giá trị tinh thần rất là to lớn đối với con. Đây sẽ là niềm động lực để con một mai bước vững trên con đường học tập và sẽ giúp ích cho đời. Em xin cảm ơn.
Thưa quý vị và các bạn, như lời em Dĩ Khang vừa chia sẻ, với suất học bổng trị giá 20 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Công ty Cổ phần Giấy Vĩnh Tiến, vừa là sự tài trợ về mặt vật chất và mang ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần, sẽ giúp cho Khang có thêm niềm tin, có thêm động lực để cố gắng nhiều hơn nữa trên con đường học vấn phía trước. Và đến đây thì chương trình Ước Mơ Trong Tầm Tay kỳ này xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Quý vị thân mến, vậy là tuần này Ước Mơ Trong Tầm Tay lại tìm đến một vùng đất mới, tiếp thêm sức mạnh cho các em học trò nghèo từng bước hiện thực hóa giấc mơ của mình. Thu Hà hy vọng với phần quà đặc biệt mà chương trình dành tặng thì Dĩ Khang sẽ có thêm cho mình nhiều cơ hội mới trên con đường tìm kiếm tri thức. Đến đây thì chương trình đã sắp khép lại. Thu Hà xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn Công ty Cổ phần Giấy Vĩnh Tiến đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.